Vào sáng ngày 8 tháng 9, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu dành riêng cho các nhóm thần tượng nữ trong tháng này. Và thêm một tháng nữa, bảng xếp hạng giá trị thương hiệu Girl Group K-pop đã được chứng kiến những biến động thú vị xảy ra ở ngôi quán quân. Và kết quả là Red Velvet đã có màn phục thù thành công, tăng 3 hạng so với tháng trước để đòi lại ngôi quán quân vừa bị Twice giành lấy cách đây đúng một tháng. Nói về ngôi quán quân tháng 9 của Red Velvet, một đại diện đến từ Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc cho biết, những cụm từ có thứ hạng cao nhất trong quá trình phân tích từ khóa của nhóm nữ đến từ SM bao gồm thay đổi, hạnh phúc và nóng bỏng. Trong khi đó, những thuật ngữ liên quan đến Red Velvet có thứ hạng cao nhất là Joy, Umpa Umpa và Irem. Kết quả phân tích tỷ lệ tiêu cực tích cực của Red Velvet cho thấy nhóm nữ nhà SM nhận được 70% phản ứng tích cực từ công chúng Hàn Quốc trong tháng 9. Khác với ngôi quán quân, vị trí Á quân không có gì thay đổi so với vài tháng gần đây khi Blackpink vừa có tháng thứ 3 liên tiếp giữ vững thứ hạng này. Chỉ vừa sinh hậu ở tháng trước, nhưng đến tháng này Twice lại ngậm ngùi rơi hai bậc trước sự bùng lên mạnh mẽ của Red Velvet. Trong khi đó, hai vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Oh My Girl và Mamamoo. Hai Girl Group hiện đang nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả khi tham gia tranh tài trong cuộc thi Kingdom của Mnet. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.